Mặc dù chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao đất, nhưng công ty Thành Đạt Minh Châu tại thôn Lược Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã ngang nhiên san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào và các công trình phụ trợ để tập kết, kinh doanh sắt, phế liệu suốt hơn một năm qua. Phản ánh đến tòa soạn môi trường và cuộc sống môi trường.net.vn, người dân cụm dân cư số 6, thôn Lực Điền cho biết, bãi tập kết sắt phế liệu của ông Cường về đây hoạt động được hơn một năm nay. Mỗi khi hoạt động phát ra tiếng loa inh ỏi, tiếng máy móc rồi sắt va đập vào nhau, bụi, mặt sắt bay sang khu dân cư, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Cái nguồn bụi chủ yếu là bụi, cái bụi mà cái mặt sắt nó dê lên, nó bảo rằng là nếu mà xả nước xuống để đến ngày hôm sau nó đọng như kiểu một bùn mỏng ấy. Từ khi bãi sắt này về mới có, nên là cái bụi đó là khủng khiếp như thế nào. Chứ nhà em đằng sau cái đất đạo phải đóng chặt cửa, hầu như không được mở. Em có cái nhà bên này này, bụi trắng em ở gần đấy, bụi cứ chắc là cái mặt sắt hay là cái gì đấy thì em không hiểu. Thế nhưng mà nhìn thấy nó bụi bặm đen bẩn lắm. Nói chung là không có ảnh hưởng đến bụi bặm lắm anh ạ. Làm thì phải xử lý như nào cho đỡ bụi chứ còn và tiếng ồn thì là nói chung là ồn đã giảm đi thế thôi thì còn nó bụi thì cả cái dãy này bụi tức là bụi nó chưa chết cả cái dãy này, nói chung là nhà cũng phải đóng kín cửa này, như chị ấy cái đi cái là nó một lượt bắt đầu là gió bấc của bên này thì là tất cả đây là cái mặt sắt nó bay vào ra chứ không có bụi lắm. Đây là cái nhà vừa cái bụi mở cửa cái nó trắng đóng mới là cửa nhưng vẫn có bụi. Cái môi trường thì nó có ảnh hưởng cái bụi. Vì thực tế là cái sắt gì thì nó quá trình cái máy của nó thì nó bốc lên bốc xuống hàng hóa thì cái bụi. Đối với người dân ở đây thì thực ra người ta không mong muốn là cái bụi cái bẩn là đến nhà người ta. Hai là quan trọng người ta ở thì kiểu gì mà chúng tôi về khoa cũng tôi không biết được nhưng một kiểu gì nó cũng ảnh hưởng, không phải là không ảnh hưởng. Theo ghi nhận của phóng viên, qua quan sát, có thể dễ dàng nhìn thấy những làn khói bụi mù mịt với nhiều màu sắc khác nhau. Các máy xúc ngoàm sắt phế liệu từ thùng xe cho xuống rồi đập bẹp gây ồn ào, đinh tai, nhức óc. Ngoài ra, ngay tại phía cổng công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Minh Châu, không có biển hiệu, tường bao nên bãi phế liệu được xây dựng cao và đổ bê tông kiên cố. Khoảng cách từ nhà dân đến công ty Thành Đạt Minh Châu chỉ khoảng 150m. Phía trong, công nhân và các máy xúc hoạt động rất nhộn nhịp. Đi ra khu vực sàng lọc phế thải là những đống cặn đất dính dầu, xỉ sắt, hàn rỉ và nhiều chất thải nguy hại khác không được công ty bố trí, che chắn, thu gom, lưu giữ theo quy định mà tập kết ngoài môi trường. Mỗi khi gặp gió trướng, cuốn theo bụi thổi thẳng vào nhà dân. Ngoài ra, tại đây, công ty thu mua những thùng dầu thải. Tuy nhiên, trong những thùng dầu này vẫn còn chứa dầu nhưng không được công ty thu gom, phân loại, lưu giữ đúng quy định, khiến dầu đổ lênh láng ra môi trường. Những thùng dầu này cũng nằm lăn lóc, lẫn lộn với nhiều loại sắt phế liệu khác. Cũng tại đây, công ty đang khai thác đường ngầm trái phép nhưng không bị các sở ngành chức năng tỉnh Hưng Yên và huyện Yên Mỹ lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Trao đổi với phóng viên Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn, ông Phạm Văn Úy, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết. Công ty Thành Đạt Minh Châu thì các đồng chí về đây thì mới về đây là năm 20 này bắt đầu mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh về phế liệu. Theo diện tích đất 03 thì nó là trồng cây hàng năm rồi. Đất đai môi trường thì huyện thì hàng năm các đồng chí kế hoạch hàng năm các đồng chí vẫn có kiểm tra. Đến bây giờ thì chúng tôi chưa có cái kết luận của huyện là chưa có chỉ ra là cái trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Minh Châu là xử lý vi phạm gì. Chính vì vậy là chúng tôi là về cái thủ tục giữa cái công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Minh Châu này thì cũng chưa nộp cho chúng tôi cái đó là chúng tôi về chuyên môn giao cho chuyên môn anh em kiểm tra theo phối hợp với cái đoàn của huyện thôi. Chứ còn thực sự là đoàn của xã chúng tôi cũng không tổ chức kiểm tra độc lập. Thực tế là anh em là cũng là không photo lại cho nên là cái việc của anh em chuyên môn tôi cũng về chỉ báo cáo sơ bộ như vậy. Thực tế đến ở địa phương tôi thì cũng chưa bao giờ chúng tôi chưa bao giờ xử phạt. Huyện có nhắc nhở là về cái thủ tục hồ sơ là ở dưới tỉnh thì làm hoàn thiện phía dưới thì xong nhưng về đến huyện thì một số những cái hồ sơ là chưa hoàn thiện thì huyện có nhắc nhở thì công ty đó người ta sẽ hoàn thiện nốt cái hồ sơ. Cũng chỉ báo cáo là ta đã hoàn thiện xong thì huyện thì cũng
thấy nhắc nhở gì nữa thì chúng tôi cũng không có đôn đốc. Ngoài ra, theo ông Đỗ Đình Trức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho biết. Em ra thì em thấy chưa làm ý, em bảo là thế thì hôm giờ là địa phương đã điện là ý kiến với cả công ty này cái việc mà để người dân người ta kiến nghị cái việc mà để gây bụi cái bồn. Thì tôi đã yêu cầu là chỉ đạo là công ty yêu cầu là bây giờ phải bắn cái vách lên là cao so với mặt đường là 3 mét, sau đó là căng lưới lên. Thế rồi nếu mà nó bụi thì phải phun nước để cho nó giảm bụi đi, tại sao vẫn chưa làm? Đấy, bảo nó cứ báo anh ý. Và bảo là tôi cũng đợt này nó cũng nhiều việc, bận việc thứ hai là cái thời gian bây giờ nó gấp cuối năm, cho nên là anh em triển khai vào đấy. Cho nên là đến bây giờ hôm nay các bác có về kiểm tra chưa xử lý các này thì nó lại liên quan đến vấn đề người dân người ta lại kiến nghị tiếp. Để thông tin đa chiều, khách quan, phóng viên đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Minh Châu, bà Đỗ Thị Oanh, mẹ ông Lê Văn Kiên, giám đốc công ty thừa nhận. Công ty hoạt động mới ra từ năm ngoái, tức là tập kết phế liệu và mình bán cho Hòa Phát. Cái đất này là thành lập công ty, thì có xin một cái dự án của tỉnh. Thế thì tỉnh hiện nay đã cấp cho chúng tôi là 14.600 m². Đấy, các đồng chí về thủ tục giấy tờ các thứ là chúng tôi đang làm, bây giờ chỉ còn chờ Ủy ban dân tỉnh là ra quyết định bàn giao đất. Đấy, còn các thủ tục nộp thuế đối với các hộ dân đấy là chúng tôi đang làm hết. Nhà hồ sơ chuyển xuống tỉnh. Hiện nay là hồ sơ đang chuyển xuống Sở Tài nguyên Môi trường để các bác ấy là chuyển sang Ủy ban dân tỉnh để ra quyết định. Cái thì chưa đo kiểm môi trường. Mà cũng có cái đo kiểm thì không hiểu cái đo kiểm môi trường. Không, đây cũng là công ty về chỉ phải xin hả đồng chí nhỉ? Không, ở đây không có đất chứng tỏ chất thải trong quá trình hoạt động thì không, không có. Khoan tiếng khoan bình thường không phải là vì này, các nhà dân thì từ trước đến nay nhà nào cũng phải khoan thôi. Vì xin nước sạch từ đây là người ta không cho vào đây. Thế cho nên là bắt buộc phải khoan cái giếng khoan để mà sinh hoạt. Công ty chỉ kinh doanh đấy làm gì có chất thải ra nên là cái kiểm tra không có. Thật xung quanh nước đây ra đều là không mình không thải cái gì ra hết. Mình sửa các xưởng sửa chữa thì bây giờ người ta lấy xả ra người ta lấy, mình làm gì có xả, biết làm gì đâu. Sắt thì nó chỉ có sắt thôi thì vận chuyển lên để bán cho nhà máy. Được biết, ngày 11 tháng 1 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Minh Châu được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án nhà máy sản xuất thùng xe ô tô tải, gara sửa chữa ô tô, bãi đỗ xe ô tô và kinh doanh sắt thép. Tại phục lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã nêu rõ các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường mà công ty Thành Đạt Minh Châu phải thực hiện trong quá trình hoạt động. Thế nhưng, dường như hiện nay, công ty Thành Đạt Minh Châu không thực hiện theo quy định. Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, công ty Thành Đạt Minh Châu đang xin dự án một đằng nhưng thực hiện một nẻo. Dự án được phê duyệt là kinh doanh sắt thép, tức là sản phẩm đã hoàn thiện, mang tính chất thương mại, với hoạt động này ít phát sinh yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện nay công ty Thành Đạt Minh Châu đang thu mua phế liệu về phân loại rồi đem bán cho nhà máy luyện cán phôi thép. Vì trong quá trình hoạt động phân loại sắt, phế liệu gây tác động, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, khiến người dân bức xúc. Hơn nữa, tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã nêu quy mô các hạng mục công trình. Tuy nhiên, hiện nay công ty Thành Đạt Minh Châu đang sử dụng toàn bộ diện tích đất để thực hiện thu mua, sơ chế, kinh doanh sắt, phế liệu, không đúng giấy chứng nhận đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Việc này, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ qua các lần kiểm tra có nắm bắt được hay không và trách nhiệm thuộc về ai? Đề nghị lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cần khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của công ty Thành Đạt Minh Châu và cần ra soát kỹ lưỡng trước khi cấp phép cho dự án của công ty để về lâu dài tránh gây tác động, ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những phóng sự tiếp theo.